Đây. Indonesia tìm thấy tàu gầm mất tích ở độ sâu 850 mét dưới biển. Thì chết thì chết của gì nữa ông ơi. Chết là Ừ, chắc tôi biết luôn. mà. Bởi vì là tôi nói này, à đây là anh Hải Trần. Từ sáng rồi, chỉ Đây là đây nhiều test, test thôi nhá lượng Hải oxy trong Trần. xe là lượng oxy trong tàu nó chả hết từ sáng rồi. Hết Bây giờ hết từ sáng là một chuyện, nhưng mà ông phải nhớ một điều rằng là với cái độ sâu như thế, áp lực cực kỳ khủng khiếp, ông không chết vì thiếu oxy thì cũng chết vì bị bóp nghẹt. Ông không cũng chết vì đúng, thiếu oxy thì cũng chết vì bị bóp nghẹt. Bởi vì áp lực méo luôn cái tàu. nó méo mẹ cả tàu còn gì nữa. Thế là còn ăn tí nồi gì nữa. Từ giải cứu chuyển sang trục Chỉ có nước thế thôi. Bây giờ cũng thấy, cũng nghe nói là cũng có vài, cũng có vài món là vài cái gì nhỉ, vài cái bộ phận của tàu nó phát hiện ra rồi, cả dầu loang các thứ nữa. Thế mà 666 nhé, ba con 6. Còn nó nói với cái vụ kia thì tôi thật đấy, nói chung là nó này gì đấy, hiểm lắm, nhiều chuyện vừa đâu. Đấy. Xong rồi ném luôn. Ê đây thì còn tôi còn chuẩn bị, tôi còn đây có cho cả. Ở đây ứ rồi, tàu chở hàng. Tàu chở hàng đây. Là cái tàu chở hàng phát. Ê đây rồi, rồi. Test thôi nhá chứ không không bắn nhau nhá. Test thôi. Đây có quán vũ luôn. Chị ơi. Edit đi, edit đi, cứ chỉnh cho người ta, chỉnh người ta chờ chứ. Ôi giời. Đấy. Thế là xong. Cái gì chụp phải cả nhà ấy. Toàn các cơ me me huyền của mẹ thoại luôn. Đây. À, spoiler nhá, bản cập nhật tới đây ấy, một trong những bản cập nhật tới đây có thể là tầm tháng 5 thì sẽ có con một quan vũ Prime nhá. Sẽ có con một bốn quan vũ Prime. Nói Khả chung nghi tôi nhỉ? không thích skin Pride cho lắm. Bằng được chứ Pride trông nó cứ kiểu gì. Trông nó hơi phèn phèn đúng không? Bằng bằng để trông nó cũng đẹp mà. Băng đẹp mà. Ơ nhưng mà quan Tôi vũ vẫn có chưa AK. có. Cái gì? Đây. Bố tờ red ai biết đây. Cái này nó... Ok, hãy chân với cả tem ma ao ra để còn đổ map, đổ map, đổ map, đổ map, đổ map. Mà lỗi nhỉ, mấy anh em bảo là chỉ có điểm vật chú vương. Cho C4 với cả đấu đội nhá. Chỉ có cho C4 thôi. Cái này là intention, cái này là cố tình nhá. Cái này là cố tình đấy. Wild West cũng thế luôn. Sẽ cũng chỉ vật được trong đấu đội với cả đá bom thôi, chứ còn đấu đôi không được. Lỗi à hay là gì? Tôi nghĩ là đấy là tính năng thì hơn đấy. Đó không phải là lỗi, đó là tính năng. Đấy. Nghe Rất là như kiểu gì nhờ, tôi nhớ gì nhờ, quả quá bên cu. CSGO cũng có quả quả như thế. Mà CSGO kiểu
Thank you.